Giá cà phê hôm nay ngày 27 tháng 7, nguyên nhân tiếp tục tăng, trong nước đạt 43.000 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay ngày 27 tháng 7 trong khoảng 42.543.000 đồng kg từ đầu tuần đến nay, giá cả hàng hóa nói chung và cà phê nói riêng có sự phục hồi nhờ dòng tiền đầu tư rót vào tăng vị thế mua. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.500 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mơ Ga Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 43.000 đồng mỗi kg. Tại huyện Ea hát Lèo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 42.900 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 42.900 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 42.800 đồng mỗi kg ở Đắk Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 42.900 đồng mỗi kg ở Pleiku và La Grai cùng giá 42.800 đồng mỗi kg, còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 42.900 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay xu hướng tăng nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2022 tăng 1 USD tấn ở mức 1.974 USD mỗi tấn giao tháng 11 năm 2022 tăng 2 USD tấn ở mức 1.974 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2022 tăng 3,15 cent tổ 3 ba ở mức 213,2 cent tổ 3, giao tháng 12 năm 2022 tăng 3,3 cent tổ 3, ,3 ba ở mức 209,45 cent tổ 3. Trong bối cảnh thị trường chờ đợi thông tin từ cuộc họp chính sách tháng 7 năm 2022 của Fed, thì lý do tồn kho đạt chuẩn trên sàn giảm tiếp tục giúp Arabica tăng trong phiên vừa qua, còn Robusta dùng rằng và kết phiên tăng nhẹ. Nhìn chung từ đầu tuần đến nay, giá cả hàng hóa nói chung và cà phê nói riêng có sự phục hồi nhờ dòng tiền đầu tư rót vào tăng vị thế mua, nguyên nhân do sức hút đồng USD phần nào đã hạ nhiệt. Như thường lệ, biên độ tăng giảm của giá cà phê sàn New York có phần mạnh hơn cà phê sàn London do yếu tố tiền tại khi đồng Rio có phục hồi tăng mạnh so với USD ba phiên vừa qua, đồng USD giảm liên tiếp do lo ngại suy thoái gia tăng và trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép tuyên bố chính sách. Công ty tư vấn Sáp gia và Mecazo cho biết, hiện nông dân Brazil đã thu hoạch mùng 2 tháng 3 niên vụ cà phê 2022-2023 hôm 19 tháng 7. Mặc dù tốc độ hồi phục so với ban đầu nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 73% cùng giai đoạn này trước đó. Sát ra dự báo vụ mùa 2022-2023 của Brazil ở mức 61,1 triệu bao, loại 60 kg, cao hơn nhiều so với ước tính của chính phủ là 53,4 triệu bao. Jonas Fezazeso, một nhà nông học quản lý các trang trại cà phê ở Brazil, cho rằng tổng sản lượng có thể thấp hơn ước tính của chính phủ. Trong khi đó, các nhà phân tích thị trường nói chung kỳ vọng sản lượng cao hơn, Heger Epoi dự báo vụ mùa ở mức khoảng 60 triệu bao. Rabobank dự báo ở mức 64,5 triệu bao còn Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo ở mức 64,8 triệu bao, giá tiêu hôm nay, ngày 27 tháng 7. Tăng 1.000 đồng mỗi kg ở Bà Rịa, xuất khẩu thêm 100 USD tấn. Giá tiêu hôm nay, ngày 27 tháng 7, trong khoảng 70.000 đến 73.500 đồng mỗi kg. Sự tăng mua từ thị trường Trung Quốc và việc đồng USD giảm nhẹ đang giúp giá tiêu trong nước tăng liên tiếp từ giữa tháng 7 năm 2022 đến nay. Tại tỉnh Đắk Lắk, đà nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 71.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 70.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 70.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 73.500 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 72.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng kg tại các tỉnh, riêng Bà Rịa, Vũng Tàu tăng 1.000 đồng mỗi kg so với cùng thời điểm hôm qua. Hôm qua, Cộng đồng hồ tiêu quốc tế đã niêm yết giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng 100 USD mỗi tấn tương ứng với 3.750 USD mỗi tấn tiêu đen loại 550g L và 5.800 USD mỗi tấn với tiêu trắng. Đây là mức giá bằng vào thời điểm cuối tháng 6 năm 2022. Nhận định về thị trường hồ tiêu thế giới thời gian tới, bà Fina Azura Ekaput Zihazi. Mazuki, giám đốc điều hành của cộng đồng hồ tiêu quốc tế cho hay, thị trường tiếp tục nằm trong vùng giảm giá trong quý 3 năm 2022 khi thế giới vật lộn với sự sói mòn nhu cầu vào năm 2022 do thâm hụt chuyển sang tồn kho dư thừa, đồng tiền mất giá, lạm phát và nhu cầu tiêu dùng thấp, Trung Quốc đã quay trở lại thị trường nhưng có thể không đủ để kích thích vì Brazil và Indonesia đang bước vào mùa thu hoạch cho năm 2022. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế kỳ vọng thị trường hạt tiêu sẽ ổn định và sẽ tăng lên trong tháng 11 và tháng 12 năm 2022. Như vậy, tự chung trên toàn thế giới thị trường hồ tiêu vẫn được dự báo kém khởi sắc cho đến gần hết quý 4 năm 2022. Yếu tố thị trường tăng mua từ Trung Quốc ít ảnh hưởng trên bình diện toàn cầu, nhưng ít ra với Việt Nam cũng khiến hoạt động mua bán sôi động hơn. Sự tăng mua từ thị trường này và việc đồng USD giảm nhẹ đang giúp giá tiêu trong nước tăng liên tiếp từ giữa tháng 7 năm 2022 đến nay.